Happy, để tôi dẫn con đi. Xuống đây thì có xin lầy con sẽ là lần đầu tiên. Honey, đi đường này con. Lần đầu tiên của Happy sẽ được tiêu ôn ẩm như thế này. Lần sau là phải tự đi nhé. Honey, sẵn sàng chưa nào? Tâm nguyện của Tuyên hôm nay là sẽ giải cứu những cái loài cá quý hiếm. Dạ. Những con cá nào nó đặc biệt, nó có vai trò quan trọng, nó hiếm gặp thì mình sẽ cứu trước, ưu tiên trước ạ. Rồi xong dính luôn rồi Happy ơi. Ăn luôn chiếc dép xuống luôn rồi.